Sân nhà dự kiến của các đội tuyển tại ASEAN Championship 2024. Sân vận động quốc gia Hassanan Bolkiah, sức chứa 28.000 khán giả. Đội tuyển quốc gia Brunei Darussalam. Sân vận động quốc gia Olympic, sức chứa 30.000 khán giả. Đội tuyển quốc gia Cambodia. Sân vận động quốc gia Gelora Bung Karno, sức chứa 77.193 khán giả. Đội tuyển quốc gia Indonesia. Sân vận động quốc gia Lào, sức chứa 25.000 khán giả. Đội tuyển quốc gia Lào. Sân vận động quốc gia Bukit Jalil, sức chứa 87.411 khán giả. Đội tuyển quốc gia Malaysia. Sân vận động Thu Unna, sức chứa 32.000 khán giả. Đội tuyển quốc gia Myanmar. Sân vận động Rizal Memorial, sức chứa 12.873 khán giả. Đội tuyển quốc gia Philippines. Sân vận động quốc gia Singapore, sức chứa 55.000 khán giả. Đội tuyển quốc gia Singapore. Sân vận động quốc gia Dili, sức chứa 5.000 khán giả. Đội tuyển quốc gia Timor-Leste. Sân vận động quốc gia Rajamangala, sức chứa 51.552 khán giả. Đội tuyển quốc gia Thái Lan. Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, sức chứa 40.192 khán giả. Đội tuyển quốc gia Việt Nam.